cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục từng vi kính mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn đặc biệt với giáo sư Nguyễn Ngọc Yến về Đức đệ ngũ tăng thống trưởng lão hòa thượng thích quảng độ do võ thành nhân thực hiện kính chào chúng tôi là võ thành nhân và đến với chương trình phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi được hân hạnh tiếp xúc với giáo sư nguyễn ngọc yến bà nguyễn ngọc yến đã có cơ hội để mà thăm đức tăng thống khi mà bà về Việt Nam vào năm 2017 và cuộc tiếp xúc của chúng tôi ngày hôm nay để nhằm tìm hiểu về những cái cảm xúc đặc biệt khi bà bà nghe một cái tin xét đánh ở tại Việt Nam là ngài đã qua đời và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi à, trước hết à, con xin được kính chào giáo sư và yeah. yeah, xin kính chào anh Nhân. Yeah. và kính chào quý khán giả dạ yeah, thưa giáo sư khi mà chúng ta nói có một cái cơ hội nào đó để thăm một cái người mà có một cái vai trò rất là quan trọng trong Phật giáo và đặc biệt chúng ta là những người Phật tử thuần thành của Đạo Phật. Thì bà có thể cho biết cái quyết định của bà khi mà bà về Việt Nam năm 2017 và ghé thăm uh, Ngài Đức Tăng Thống vậy dạ? khi Trước khi về tôi đã nhất định là sẽ thăm Đức uh, Tăng Thống là tại vì không biết ngày nào Ngài sẽ ra đi. Và Tôi biết rằng là thăm là rất là khó cho nên tôi đã sửa soạn sẵn ở tại Mỹ là tôi đem những hình ảnh của mẹ tôi, cụ đã mất năm 2016 và tôi coi như là đó là lời tranh chối của cụ để đến thăm Đức Tân Thống yeah. để may ra là được vào thăm. Dạ. Yeah. Yeah. Và kính thưa vị, khi mà chúng tôi có dịp được tiếp xúc với lại ông đại sứ vừa về từ Việt Nam thì vào hôm Chủ nhật vừa rồi ngày 23 Tây đó thì khi mà tiến sĩ Trần Văn Hải cho biết rằng là Ngài thích bản độ vừa viên tịch thì ông đại sứ rất là bất ngờ và rất là ngạc nhiên và có một cái nỗi xúc động rất là đặc biệt tại vì ông nói ông cũng có có dịp để mà ghé thăm một cái người mà chịu trách nhiệm ít nhiều về đời sống tâm linh và tín ngưỡng của người Việt Nam với chúng ta ở trong một cái đất nước có một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt và cũng là một người Phật tử thì bà có thể chia sẻ cái nỗi đau à, hoặc là cái niềm xúc động của bà khi mà nghe tin ngài thích quán độ viên tịch. Dạ. dạ tôi rất đau mà nhất là tôi đã hứa là sẽ gặp lại ngài vào năm 2018 nhưng mà vì công việc tôi được người ta gọi dạy học thành ra tôi lại đi dạy tôi không có đi tôi phải bỏ cả cái vé đã mua rồi và tôi tôi thấy là tôi rất buồn là không được gặp ngài lần thứ hai trong khi chúng tôi đã có hẹn và hứa với tôi đã hứa với cái Đức Tăng Thống là tôi sẽ gặp Đức Tăng Thống và để xin ngài chỉ dạy thêm những điều mà ngài cần chỉ dạy tôi. Yeah và khi mà bà đến thăm ấy, thì bà có thể diễn tả cái khúc mà từ cái lúc mà đi vô cái, cái khuôn khu viên của uh, ngài thích bản độ đó thì bà phải trải qua những cái điều gì bà có còn ghi nhớ được những cái lúc đó không dạ thưa bà dạ vâng trước tiên hết là tôi coi như là tôi đi viếng uh, chùa tôi uh, cũng có một vài người uh, họ hàng có người uh, uh, cốt ở đó rồi tôi là lễ xong rồi tôi đi ra tôi gặp được một ông và một bà rất già, tôi hỏi tôi cái tôi, tôi muốn xin gặp uh, ngài uh, thích quảng độ được không? thì ông bảo khó lắm không gặp được đâu, nhưng mà thôi, tôi tôi nói thế nhưng mà bà, bà, bà cụ tôi đó có tranh chối và gửi uh, một uh, món quà để biếu uh, ngài, thì bây giờ làm sao tôi gặp được? bà nếu mà vậy thì có thể bà gặp cái người cà, nấu ăn uh, cho ngài rồi uh, bà đưa gửi thì được thì để uh, rồi ông ấy chỉ cho tôi chỗ lại gặp uh, cái bà cà, nấu ăn thì khi mà gặp đó thì tôi cũng nói hoàn cảnh là tôi muốn uh, thực hiện cái lời cà, chân chối của mẹ tôi thì không hiểu sao bà thương quá bà nói được rồi để tôi lên tôi hỏi bà, bà ngài cà, xem ngài có muốn tiếp không nhưng mà bà chỉ đứng ở phía cái cầu thang ở dưới thôi bà nói thì uh, ngài mở cửa ra rồi uh, bà ấy gọi tôi bà nói thôi đi lên đi ngài bằng lòng gặp đó thế là tôi vào tôi cái, thì ngài mới đi qua phòng khách và tôi được ngài cho, cho cái, ngồi tiếp tôi đứng được 40 phút. Dạ trong 40 phút đó thì bà còn nhớ có những cái kỷ niệm nào với lại ngài thích quán độ vậy? là cái lúc mà tôi cái đến đó thì tôi cũng ngu quá đáng lẽ tôi phải chụp hình mà tôi lại không làm tôi chỉ cứ đứng cô tôi nhìn tôi cố gắng tôi làm sao mà thâu được hình ảnh của ngài vào tại vì tôi thấy ngài có vẻ vui tươi và cả ngài lại kể chuyện tất cả những cái cực khổ của ngài trong khi bị cầm tụ dạ vâng và cả ngài có nói ô bây giờ họ hiểu rồi họ hiểu rồi cho nên bây giờ tôi, tôi 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 khỏe hơn tôi được tốt hơn thì tôi có nói một câu tôi nói, dạ thưa thầy họ không hiểu gì hết đâu thầy yeah. đó cái câu đó không biết có nên thế nói hay không nhưng mà sau đó thầy hỏi tôi à, thế cô ở đâu đến đây à, con ở bên Mỹ ông nói, à thế hả à, thế rồi một lát nói chuyện rồi à cô ở bên uh, Canada đến đây phải không thầy làm như là muốn tránh cái chuyện tiếng Mỹ hay sao á nhưng mà tôi nghĩ rằng là thầy rất là sáng suốt mà tại sao lại cứ cứ làm như là không hiểu được là tôi đang ở bên Mỹ yeah. Yeah. và cái điều đó và dạ thưa giáo sư giáo sư có có một cái ước nguyện gì có một cái tâm niệm nào mà chia sẻ với lại thầy mà giáo sư muốn cho khán giả biết không về thầy giáo sư? Dạ có tôi có đem một cuốn kinh Lương Hoàng Sám và tôi nói thưa thầy con đã uh, cái, rút ngắn lại để cho tất cả những người trẻ có thể đọc được bởi vì chúng con thấy rằng là bây giờ chúng con cần phải cầu sám hối nhiều rồi thầy có bảo ô thật ra kinh không không có quyền sửa nhưng mà thôi có tâm Phật không sao rồi tôi nói thôi con xin thầy xem lại cuốn kinh này và có thể sang năm con sẽ về đây thì thầy dạy bảo thêm cho con về về giáo lý thầy rồi nhưng mà đến chừng 2018 tôi 2018 tôi đã mua vé rồi là tháng 5 tôi sẽ đi thì tháng 9 tháng 3 có người kêu tôi dạy học thế là tôi lại kẹt ở lại rồi bây giờ nghe được tin thầy mất tôi rất đau buồn là tôi không thực hiện được những cái ý tôi mong muốn. Yeah. Và cuối cùng là giáo sư ghi nhận như thế nào khi mà trước cái sự ra đi của ngài Thích Quảng Độ đó thì ngày hôm nay cũng là cái ngày đám tang của ngài Thích Quảng Độ đó thì có một cái câu nói mà trong nước là người ta nói rằng có khi người ta người cộng sản Việt Nam đang quốc danh hóa cái đám tang của ngài Thích Quảng Độ thì bà suy nghĩ như thế nào thưa cái tôi nhìn nhận từ ngay từ lúc chúng tôi còn ở Việt Nam ngài thích còn độ luôn luôn lo cho đất nước với cái tinh thần yêu nước và sau này thì có thể trước đó có thể là thầy ngài cũng đã nói những cái những điều không làm không đúng của chính phủ đương thời nhưng mà uh, ngài không đến về sau này đất nước bị mất rồi thì ngài chính ngài đã đứng dậy và ngài phản đối tất cả những cái gì cộng sản đã làm yeah. cho nên tôi thấy ngài đã bị giam cầm khổ sở lắm tôi, tôi, tôi thấy tôi rất quý ngài là có con người rất thẳng thắn không sợ những chuyện nguy hiểm mà trước cũng như sau chỉ một lòng yêu nước yeah xin được cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã dành thời gian chia sẻ những cái kỷ niệm rất là tốt đẹp và rất là hiếm à, xin được chúc giáo sư có nhiều sức khỏe để mà tiếp tục phục vụ và đặc biệt là giáo sư tiếp tục dạy cho các học trò đọc việt ngữ bằng phương pháp nhóm âm. xin dạ, cảm ơn giáo, xin giáo sư cảm ơn thưa. dạ xin kính chào quý vị khán giả xin kính chào anh Nhân dạ kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi và giáo sư Nguyễn Ngọc Yến đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi cũng xin có lời chia buồn cùng tất cả những người phật tử đang hướng về Việt Nam rất là mất mát rất là lớn của Phật giáo Việt Nam.